mất xoáy hạm trên Biển Đen, Nga sẽ tăng cường trả đũa Ukraine. Cho tới nay, Nga vẫn không thừa nhận chính tên lửa Ukraine đã đánh trúng và làm chìm tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen. Theo nguồn tin, phía Kiev tuyên bố tàu chiến Moskva của Nga đã bị chìm vào ngày 14 tháng 4 sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Sự việc đã gây ra tổn thất lớn cho Nga về cả mặt năng lực chiến đấu lẫn hình ảnh. Nhận định của Nga sẽ tăng cường tấn công ở Ukraine trong thời gian tới hoàn toàn có cơ sở khi chính quyền Nga cáo buộc Ukraine làm bị thương 7 người và phá hoại khoảng 100 căn nhà sau cuộc không kích ở Bryansk, khu vực nằm giáp biên giới với Ukraine. Chính quyền một số khu vực khác của Nga cũng cho biết Ukraine đã tổ chức tấn công vào ngày 14 tháng 4. Về phần mình, Ukraine cho biết đã phóng tên lửa từ khu vực bờ biển để tấn công xoái hạ Moskva của Nga nhưng Moscow vẫn không xác nhận tàu chiến Moskva bị tấn công mà chỉ nói rằng con tàu bị chìm trong lúc được kéo về trong cơn bão lớn. Moskva là lớp tàu duy nhất mà Hải quân Nga đang sở hữu có hệ thống phòng không tầm xa. Khi hoạt động trên Biển Đen, Moskva có thể lùi lại và tạo ra một hệ thống phòng không cho toàn bộ tàu chiến trong hạm đội Biển Đen, đồng thời cung cấp năng lực chỉ huy và kiểm soát. Một quan chức phương Tây nhận định tuyên bố của Ukraine về việc tấn công tàu Moskva bằng tên lửa là đáng tin và thiệt hại này là rất lớn đối với Nga. Ngoài Moskva, Nga còn có hai chiếc thuộc đề án 1164 là Variak và Đô đốc Ostinov, nhưng chúng đều đang ở địa Trung Hải, chứ không hoạt động ở Biển Đen. Và hai chiếc tàu này cũng không thể vào Biển Đen, vì theo quy định trong Công ước Montes năm 1963, Thổ Nhĩ Kỳ đang giới hạn các tàu hải quân Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus trên thực tế, Hải quân Nga đang đóng vai trò khá khiêm tốn trong cuộc chiến ở Ukraine, khi chỉ được xem là nguồn lực bổ sung để phóng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài vai trò là xoái hạm, Moskva còn là tàu mặt nước, được trang bị dàn vũ khí và cảm biến uy lực nhất trong hạm đội Biển Đen. Con tàu trở thành biểu tượng cho sức mạnh của Hải quân Nga, dài 186 m rộng 21 m và có lượng giã nước 12.000 tấn chiến hạm mosva đã tham gia nhiều hoạt động bao gồm chiến đấu diễn tập và thăm cảng nước ngoài